Rồi, tiếp chào các bạn. Xin chào các bạn đã đến với video chia sẻ kiến thức thanh nhạc và trả lời những thắc mắc, những câu hỏi của các bạn đã comment vào trên trang YouTube của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều với những câu hỏi rất là hay. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với một câu hỏi khá hay của bạn Quyền Đức. Bạn hỏi mình một câu hỏi này, mình nghĩ là các bạn sẽ có những cái thú vị đây. Đó là thầy ơi, cảm nhận Mixvoice ở phần nào? Mixvoice cảm nhận ở phần nào? Thì câu hỏi này hay ở cái chỗ đó là bạn đi sâu vào cái phần gọi là phần cảm giác và phần cảm nhận âm thanh đó, thì cái yếu tố này là yếu tố là khá quan trọng để cho mình có thể mau chóng và nhanh nhất có thể làm quen với kỹ thuật thanh nhạc đó. Thì mình phải bật được cái cảm giác của mình, cái giác quan của mình. Và nếu như mà mình hiểu cái đời thì mình sẽ hỏi. Mình hỏi và cố gắng tập luyện được cái cảm giác đó thì mình sẽ tập nhanh hơn rất là nhiều. Đây là câu hỏi khá là hay. Cảm ơn bạn Quyền Đức đã đóng góp cho mình một câu hỏi nha. Rất là hay, thank you bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ giải đáp cho bạn Quyền Đức và các bạn biết là Mixvoice được cảm nhận từ đâu? Mixvoice được cảm nhận từ những phần rung động trên khuôn mặt của mình. Ok, rung động trên khuôn mặt đây, cái khuôn mặt của mình nè, đây cái tay của mình nè, đây là cái phần khuôn mặt của mình. Mặt của mình gồm có trán, mắt, phần này, phần gò má, phần miệng, phần cằm đó. Thì nó tất cả cái sự rung động này nó tạo nên Mixvoice, là cái phần mà người ta gọi là phần mặt nạ đó. Đây, thì cái phần giọng Mixvoice thì nó rất là hay rồi, mình đã có những cái bài chia sẻ rồi, nên giọng Mixvoice là hát là khỏi chê, nó làm cho âm thanh của mình nghe rất là nét như cái bánh tét. Ok, phần rung động này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ được tạo ra từ các vùng xoang mặt, xoang của khuôn mặt, ví dụ như là xoang cằm ha, đi từ dưới đi lên ha, xoang cằm ở đây nó có cái xoang dưới cằm. Tiếp theo là bắt đầu sang miệng, ở trên đây là sang miệng nè, sang miệng, rồi tiếp theo là sang mũi, còn tiếp theo là sang má, sang gò má, nó gọi là sang má, rồi tiếp theo là sang trán, đó đi từ dưới đi lên ha, các loại sang, đó từ dưới đi lên. Thì làm sao để các rung động này nó rung động trên vùng xoang đó thì âm thanh sẽ hơi và âm thanh nó sẽ được tác động và nó được mở ra nhờ sự liên kết của chest voice và head voice. Hơi được âm thanh nó được tạo ra nhờ sự liên kết của head voice và chest voice. Sau khi nó liên kết rồi bắt đầu nó dội ngược lên trên cái phần mặt của mình á, nó tạo nên Mixvoice. Nhớ nha, điều này rất là quan trọng và giúp cho chúng ta có thể dễ hình dung hơn. Ok, dễ hình dung hơn rất là nhiều. Rồi, tiếp theo bây giờ mình sẽ làm mẫu cho các bạn để cho các bạn có thể dễ hình dung hơn về cái Mixvoice và sự rung động cảm nhận ha. Các bạn cố gắng các bạn cảm nhận cái phần đấy. Từ dưới đây lên đây nó đều là Mixvoice. Ây da, ai vậy? Tắt đi, tắt tiếng đi. Phá quá. Rồi, từ chén đây nguyên cái này đó là sự rung động của Mixvoice. Tất cả mọi thứ nó đều là Mixvoice hết, chứ không phải chỉ có một cái vùng nào đó nó cụ thể trên đây. Nên các bạn cố gắng tất cả mọi sự rung động ở đây tùy theo cao độ nó sẽ di chuyển từ thấp cho lên cao trong cái vùng Mixvoice này, từ thấp cho lên tới cao. Cao độ nó sẽ thay đổi, đây là những cái nốt thấp, nốt trung và nốt cao. Đó, như vậy nói sơ để cho biết sự rung động nó sẽ thay đổi và nó thay đổi một cách rất là tự nhiên, chứ nó không bị gọi là gượng gạo hết. Nó thay đổi tự nhiên và như là giọng nói của mình luôn. Rồi, ok, mình sẽ làm mẫu nha các bạn về phần rung động Mixvoice. Bây giờ mình sẽ làm mẫu, mình sẽ mở cái khoảng bên trong này và sẽ đưa rung động phía trước. giờ mình đang rung động được cái phần khoảng trên môi. 1, 2, 3, 4. Do re mi fa mi re do. Do re mi fa mi re do. Do re mi fa mi re do. Bây giờ mình sẽ chuyển cái rung động nó lên trên phần gò má. Do re mi fa sol la si do. Do si la son fa mi re do. Do 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 do. Và mình chuyển thêm cái rung động nó lên trên phần trán của mình. Do re mi fa son. Bắt đầu có sự rung động của nó. Son. Đó. Thì những cái sự rung động nó bắt đầu nó chuyển dần lên trên phần trán, nó thay đổi cao độ. Thì Mixvoice đó là như vậy, nó là sự thay đổi cao độ của sự rung động của từng cái tần số nó khác nhau. Nó là như vậy thôi, rất là đơn giản, nó phải tự nhiên và nó phải rung động một cách rất là tự nhiên. Mình tập cái hơi thôi, mình tập cái cách sử dụng nó là chắc chắn mình sẽ làm được, rất dễ, không khó đâu. Hãy đăng ký kênh của mình và tiếp tục xem các video khác, cày view giúp mình, cày đi rồi tự động kiến thức các bạn nhập về cho mình. Các bạn hiểu được, các bạn biết cách làm là các bạn có lợi cho các bạn thôi. Ok. Rồi, xin chào. Ok, các bạn có cảm nhận được cái sự rung động không? Này, ngay chỗ cái vùng miệng của mình. Do re mi fa son fa mi re do son do re mi fa son fa mi re do. Các bạn đừng nhầm lẫn Mixvoice và chest voice và head voice. Tại vì trong Mixvoice tôi đảm bảo với các bạn nó có head với lại có chest luôn. Tôi đã đảm bảo với các bạn điều đó. Nếu không có head voice với chest voice thì nó làm sao mà là Mixvoice được? Đúng không? Nó gọi là giọng trộn mà, âm thanh trộn mà, thì nó phải trộn vô hai cái chứ, đúng không? không có hai cái thì sao trộn? Thì chắc chắn nó sẽ có chết rồi. Tùy theo cái tần số thấp hay tần số cao mà nó sử dụng cái head voice và cái chest voice nó nhiều hay ít. Đó, nhưng mà cái này nó mang tính chất rất là tự nhiên, do bản năng giọng của mọi người thôi. Sẽ sử dụng như thế nào để cảm thấy nó hay nhất, thú vị nhất và quan trọng nhất là nó tình cảm nhất, nó có nhiều cảm xúc nhất, feeling nhất, thì cái đó là do giọng của mọi người sinh ra nó khác nhau. Ok, mình có làm cái video nói về giọng, sự khác biệt của mọi người trong giọng hát, thì các bạn cứ xem ha, rồi để có mình thêm được những cái kiến thức bổ ích nào đó, thì không bổ ngang thì cũng bổ dọc thôi. Ok, và sau đó là mình đưa âm thanh ra phía trước, đúng không? Đưa âm thanh cho cái phần môi của mình, xong rồi mình nâng lên gò má, mình nâng lên dáng, xong mình full luôn. No. Nó là full, đó là full mix, full luôn, kết hợp lại. Full mix, rất đơn giản không? Full mix voice nha, chứ không phải là full voice nha. Các bạn phải khái niệm full mix là khác nha. Còn tôi sẽ có những cái video chia sẻ về full voice cho các bạn rất là thú vị. Vì vậy hãy đăng ký kênh của mình và hãy yêu quý tôi bằng cách là chia sẻ video này thêm nhiều người bạn nữa, để mình đông càng vui và càng nhiều người đặt những câu hỏi hay giống như là các bạn nữa, thì đó là một điều tuyệt vời và tôi rất là trân quý điều đó, cảm ơn điều đó. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi, chúc các bạn một ngày thật là tuyệt vời. Bye bye.